Xin chào quý vị các bạn đã đến với kênh YouTube của Goro. Trước khi đi vào video, quý vị các bạn hãy cho kênh một like, share cũng như một đăng ký để ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn về dự án Vành Đai 2 tại đoạn Đại La. Như đã đề cập ở video lần trước thì hiện tại thời điểm đó thì nhà thầu đang tiến hành lắp đặt vách chống ồn cũng như là thành lan can sắt để tiến hành mở lại nút giao ngã tư Chợ Mơ. Hôm nay tôi sẽ đưa quý vị các bạn trở lại xem là tình hình thực hiện tiến độ đến hiện nay như thế nào, bao nhiêu lâu nữa thì có thể mở lại nút ngã tư này. Bây giờ thì mời quý vị các bạn cùng theo dõi video. Như các bạn đã nhìn thấy trên video thì hiện tại nhà thầu đã tiến hành thi công xong phần lan can sắt cũng như là vách chống ồn. Hiện nay thì nhà thầu đang tiến hành trải thảm để hoàn trả lại lòng đường tại vị trí nút giao ngã tư. Còn các nhịp dầm ở vị trí tiếp giáp với các nhịp dầm ở tại nút giao ngã tư thì như các bạn đã nhìn thấy nhà thầu đang tích cực khẩn trương tiếp tục thi công phần thành lan can cũng như là tiến hành xử lý bề mặt và chuẩn bị sơn chống thấm trong thời gian tới. Bây giờ thì mời quý vị các bạn đi sang phía bên kia của đường để xem phía bên đó có gì khác biệt so với phía bên này. Như các bạn đang nhìn thấy thì phía bên này theo hướng từ ngã tư Vọng về Chợ Mơ thì hiện tại thì nhà thầu vẫn đang tiến hành quây tôn. Tuy nhiên theo như quan sát trong phần quây tôn phía bên trong thì nhà thầu đã tiến hành trải thảm và có thể sẽ dỡ bỏ tôn rào trong một vài ngày tới, khai thông lại nút giao ngã tư này. Về hạng mục thi công lan can sắt cũng như là vách chống ồn thì như các bạn nhìn thấy phía bên này cũng đã được nhà thầu tiến hành thi công xong. Ngoài ra các hạng mục khác thì cũng như phía bên kia nhà thầu đang tích cực khẩn trương thi công để hoàn thiện trong thời gian tới. Như vậy thì để mở lại nút giao ngã tư này thì nhà thầu đang tích cực khẩn trương thi công lốt phần trải thảm mặt đường. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật đến quý vị các bạn về đoạn này trong các video tiếp theo. Mong quý vị các bạn đón xem. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành và theo dõi video thời gian này. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo.